Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài 367 sách giáo khoa toàn 8 tập 1 phần hình học. Nội dung của bài như sau: ta gọi tứ giác ABCD. Trên hình 8 có AB bằng AD, CB bằng CD là hình cái diều. A chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD. B tính góc BD, biết rằng góc A bằng 100 độ, góc C bằng 60 độ. Thì đối với bài này chúng ta sẽ phải làm như sau. Đầu tiên thì ta có AB bằng AD, suy ra A nó sẽ thuộc vào đường trung trực của BD. CB bằng CD, suy ra C nó cũng thuộc vào đường trung trực của BD. Vậy thì AC chính là đường trung trực của BD thôi, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ đi. Ta có AB bằng AD. Suy ra A thuộc đường trung trực của BD. Lại có CB bằng CD theo giả thiết theo đồ họa cho ấy. Theo giả thiết suy ra C thuộc đường trung trực của BD. Đấy. Như vậy thì AC là đường trung trực của BD. Đây vậy chúng ta đã chứng minh xong ý A. Tiếp theo ta sang ý B. Tính góc B góc D. Rồi, thế để tính hai góc này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải đi xét các cái tam giác. Ta sẽ kẻ nối AC. Đó, nối AC. Lúc này ta sẽ có hai cái tam giác, đó là ABC và tam giác ADC. Rồi thì ta sẽ đi xét hai cái tam giác ABC và tam giác ABC có AB bằng AD theo giả thiết, đúng không ạ? Có BC bằng với lại D, BC cũng theo giả thiết rồi. Ngoài ra còn có cạnh AC chung, AC là cạnh chung. Đấy, từ ba điều này nó suy ra là tam giác ABC sẽ bằng với tam giác ADC theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh, phải không ạ? Suy ra góc B bằng góc D. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm cái góc. Thì bây giờ tương tự áp dụng cái tương tự không tương tự mà lúc này chúng ta sẽ phải đi xét trong cái tứ giác ABCD
có tổng các góc trong một tứ giác bằng 360 độ theo định lý, phải không ạ? Suy ra góc A cộng B cộng C cộng D bằng 360 độ. Suy ra góc B cộng với góc D sẽ bằng 360 độ trừ đi góc A trừ đi góc C. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ ghi trong tứ giác ABCD. ABCD. Có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ, đó là theo định lý. Suy ra góc B cộng với góc D bằng 360 độ trừ đi góc A trừ đi góc C bằng 360 độ trừ đi góc A theo độ bài cho là 100, góc C là 60 độ. Vậy thì nó sẽ bằng 200 độ. Đó. Mà lúc nãy theo chứng minh trên của chúng ta, mà chứng minh trên là góc B bằng góc D, phải không ạ? Mà góc B bằng góc D. Suy ra hai lần góc B cũng sẽ bằng hai lần góc D và bằng góc B cộng với góc D. Vậy thì suy ra góc B bằng với góc D và cũng bằng 100 độ. Đó. Vậy thì thầy vừa hướng dẫn các em giải xong cái bài 3 trang 67 sách giáo khoa toán 8 tập 1 phần hình học. Thầy chào tất cả các em.